Nếu như trong vòng 1 tuần mà chúng ta cày ở map 2 á, thì anh em sẽ kiếm được khoảng 30 đô cho tới 40 đô. Anh em thấy không? Chỉ vài ngày mình đi săn đá thôi mà mình đã kiếm được một cái Blue Holy Pack rồi anh em. Mình đang đặt bán là 19.5 đô BUSD nhá. Between humanity and extinction. Kill the zombies. Save the earth. Plant empires against the zombies wars. Đầu tiên để kiếm được các cục sát nhiều á thì chúng ta nên đánh vào các khung giờ của event ở trên màn hình mình có để ha. Anh em lưu lại các khung giờ này hoặc là tham gia vào cái nhóm Telegram của mình. Tham gia cái nhóm của mình á, nếu như có thắc mắc gì mình sẽ hỗ trợ anh em ở trong đó ha. Thì trong lúc mà chúng ta chơi anh em sẽ có cơ hội kiếm được các cái box. Mình đánh ở map 2 thì mình kiếm được các cái C box này anh em. Mở box ra thì chúng ta sẽ kiếm được đá. Đó thấy không? Uncommon này anh em. Những cái đá này chúng ta nâng lên bậc grade 3 sao anh em có thể bán được. Lưu ý khi mà chúng ta chơi anh em chỉ có cơ hội kiếm được các cái box này thôi nha, chứ không phải là màn nào chúng ta cũng kiếm được box đâu. Ngoài cái việc mà chúng ta đánh các cái map thường trong Adventure á thì anh em cũng có thể săn boss được. Nhớ khung giờ săn boss nha anh em. 5 giờ cho tới 6 giờ chiều là chúng ta sẽ săn boss 1. 5 giờ cho tới 6 giờ sáng là chúng ta sẽ săn boss 2 nhá. Như đã hứa thì mình đã tích đủ được 500 viên sát và có thể bỏ lên marketplace bán được rồi. Bên cạnh đó thì mình cũng đã có được 2 viên ORB. Anh em up các ORB lên 3 sao bậc grade như thế này giống như mình là anh em cũng có thể bỏ lên marketplace và bán được. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách bán luôn nhá. Để bán được á, trước tiên anh em cần phải liên kết cái tài khoản của bạn với cái tài khoản ở trên marketplace trước nhá. Đầu tiên là 500 viên sát. Mình sẽ bấm vô chữ L Compile, chọn 500 viên nhá. Compile. Rồi, ở đây mình sẽ bấm mát này, nó sẽ đổi được 50 cục. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ tốn 500.000 vàng nha anh em. Đấy, 500.000 vàng đấy không phải ít đâu. Rồi mình sẽ bấm là confirm. Bây giờ mình đã có 50 cục blue crypto. À, từ sát chúng ta nâng lên crypto. Tiếp tục chúng ta bấm vô chữ L Compile. Bấm vô chữ mát này. Từ 50 cục đổi sang thành 5 cục bên này. Và chúng ta lại tốn tiếp 500 game nha anh em. 500 game chứ không phải là vàng tiếp đâu nha anh em. Rồi chúng ta bấm confirm. Bây giờ mình đã có 5 cục Blue Holy Crystal. 500 cục sát thì anh em chỉ cần thực hiện giống như mình là có thể bỏ lên marketplace và bán được. Còn các cục ORB chỉ cần bậc grade và 3 sao trở lên là anh em có thể bán được. Để nâng được ít nhất 3 sao á, thì chúng ta phải có một cục đá là từ bậc grade. Sau đó là bấm chữ compile này, nâng nó lên. Nâng lên 2 sao thì chúng ta sẽ tốn 20 đá sát và 5.000 vàng. Từ 2 sao đến 3 sao thì cái tài nguyên nâng cấp á, nó cũng sẽ tốn nhiều hơn nha anh em. Sau đó thì anh em sẽ lên marketplace ha. Giới thiệu sơ qua cho anh em biết trên marketplace nó cũng dễ dàng sử dụng lắm anh em. My Asset. Đây là nơi mà nó hiển thị các cái cây của chúng ta, các cái rương của chúng ta, ORB, rồi Holy. Đó. Thì nếu như bạn là một người chơi kiếm tiền miễn phí, anh em chưa đầu tư á, thì những cái mục như là Plan và Chat này á, thì anh em sẽ không có nhá. Còn cái phần ORB và phần Holy thì chúng ta có thể kiếm được miễn phí và bỏ lên đây bán được. Đầu tiên là về phần ORB. Ở đây mình đang có 2 cục ORB ở trong tài khoản đúng không? Và mình đã up nó lên được 3 sao bậc grade rồi, thì mình có thể bỏ lên đây và bán được. Mình bấm Detail này. Thì cái cục này nó sẽ tăng là gì? Kỹ năng của nó là Zeal, tăng Crit Damage. Còn cục thứ hai á, kỹ năng của nó là hút máu. Đó. Thì kỹ năng khác nhau, giá nó đôi khi nó cũng sẽ chênh lệch một chút. Lát nữa mình sẽ xem giá trước khi bán nha. Ví dụ bây giờ mình muốn bán cái cục ở bên trái này là cái cục tăng chỉ số Crit, Crit Damage nha. Thì bây giờ mình sẽ bấm một chữ là Min. Để Min được á, thì anh em cần phải có một ít BNB ở trong ví. À, không phải quá nhiều đâu anh em, ít xịt à. Rồi bấm xác nhận này. Chúng ta sẽ đợi một chút để nó loading lên nhá. Những viên đá của anh em nó ở trong cái phần là nên NFT in game, có nghĩa là những cái cục đá ở trong game, và chúng ta min để nó được lên marketplace thì nó nằm ở cái mục là NFT available. Available là nó sẵn sàng để mua bán được đó anh em. Khi mà chúng ta đã min xong thành công rồi ha thì nó có thể sell được và gift được. Gift là gửi cho bạn bè nha. Chúng ta chỉ cần có một cái địa chỉ ví của bạn bè dán vô đây sau đó gửi là nó sẽ qua ví của bạn bè. Còn cái phần sale là chúng ta sẽ bán. Mà trước khi bán anh em cần phải biết giá ở trên cái marketplace nó đang bán là bao nhiêu đúng không? Đó thì chúng ta qua chợ đi, marketplace này. Rồi chúng ta sẽ tìm kiếm. Bây giờ mình cần bán ORB đúng không? Thì mình sẽ qua cái mục ORB và mình check giá. Đương nhiên check giá thì chúng ta sẽ check từ cái giá thấp đến giá cao đúng không nào? Rồi tiếp tục. Của chúng ta là bậc grade thì anh em chọn bậc grade.
mình bán là cục của DBS đúng không? Đó, cục của DAM á, thì mình sẽ để là 3 sao, rồi DBS, rồi Confirm. Đó, nó ra hiển thị đúng không? Tiếp tục mình sẽ bấm vào detail, mình xem cái cục tăng crit. À, cái cục này là cục hút máu nha anh em. Nó đang bán là 6 đô. Cục tiếp theo. Hút máu luôn. Mình tìm được một cái cục là nó tăng crit rồi anh em. Và cái cục này đang được bán với giá là 7 đô. À, vậy thì mình muốn bán nhanh, mình bán 6 đô hay là 6.5 đô cho nó nhanh ha. Viên đá tăng crit á, thì nó có giá hơn là những viên đá hút máu nha anh em. Ở thời điểm hiện tại thì những viên đá tăng crit nó được ưa chuộng sử dụng hơn. Còn bên trên này á, chúng ta có thể xem được là trong vòng 24 giờ này đã có bao nhiêu lệnh giao dịch thành công này, 7 ngày này, 30 ngày này. Ở đây nó có một cái biểu tượng thông báo này anh em, bấm vô thì chúng ta có thể xem được. Đây, trong vòng 24 giờ ha, đây là những cái lệnh giao dịch thành công. Ở đây thì mình đang bán viên đá tăng crit đúng không? Thì chúng ta quan tâm đến những viên đá đó thôi. 10 giờ trước có một cái giao dịch bán một viên đá DBS này, giá 6 BUSD. Đó, thì chúng ta quan tâm đến những viên đá này thôi. Vậy là nếu như bán 6 đô á, người ta mua nó nhanh hơn nha anh em. Đương nhiên là nếu như anh em không cần gấp có thể để 7 đô cũng được. Mình sẽ treo giá là 6 đô nhá. Mình về phần My Access này. Rồi về lại phần ORB này. Xuống dưới mình sẽ bán là sell. Rồi mình sẽ nhập giá là 6 đô. Và cái phí để mình bán cái ORB này á là 4%. Thì mình sẽ nhận được là 5.76 BUSD. Rồi mình bấm là approve. Rồi chúng ta bấm xác nhận. Confirm này. Bây giờ nó mới trừ phí nhiều một tí này anh em. 0.0014 cũng không phải quá nhiều ha. Rồi xác nhận. Sell ORB success, thành công rồi nha anh em. Bây giờ cái nút sell á, nó sẽ chuyển đổi thành nút update. Chúng ta chỉ cần bấm vô và anh em thay đổi giá được. Nếu anh em thấy lâu quá người ta không mua á, thì anh em có thể giảm giá xuống, chẳng hạn là vậy. Hoặc là anh em thấy cái thị trường mà nó đang đi lên á, nhiều người mua quá thì anh em sẽ tăng giá lên đó. Quay lại phần Market Play tìm kiếm thì anh em sẽ thấy cái viên đá của mình mới đăng lên bán này anh em. Đây detail này. Rồi viên tăng crit 4% ha. Cái này mình bán 6 đô cho người ta mua nhanh thôi. Nếu như đặt bán thì đặt 6.5 đô là hợp lý ha. Tại vì bây giờ giá thấp nhất ở trên sàn là 7 đô mà anh em. Tương tự như bán ORB thì phần Holy chúng ta vô phần My Access và chọn phần Holy. Trong tài khoản hồi nãy của mình đã nâng được 5 cục Blue Holy đúng không? 5 cục Blue Holy chúng ta sẽ đổi được là 1 Holy Back nha anh em. Rồi chúng ta bấm mua chữ là Min. Tốn một chút phí tiếp ha, bấm xác nhận. Min Holy Back success, thành công rồi nha anh em. Sau đó thì chúng ta load lại cái trang này nha. Load lại này. Rồi về lại phần My Access này. Holy này. Kéo xuống dưới. Trong phần NFT Available, nó cũng giống như bên ORB thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bán được rồi ha. Nó hiển thị cái chữ sell này. Và chúng ta sẽ có một cái ID của cái Blue Holy Back này. Trước khi mình bán á, mình cũng sẽ lên xem cái giá của nó trước. Blue Holy Back đúng không? Rồi mình sẽ lên là Market Play. Mình vô phần là Holy. Mình chọn là Low Price, là giá thấp nhất đến cao đúng không nào? Rồi mình đang cần tìm là Blue. Mình bấm Confirm. Đó, được chưa? Giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại là 19.9 BUSD. Đấy, anh em thấy ngon không? Quá ngon đúng không nào? Bây giờ mình sẽ bán với cái giá là 19.5 đi ha. Cho nó nhanh. Đó, giá cho nó thấp nhất ở thị trường luôn. My Access này. Holy này. Rồi bây giờ mình sẽ sell ha. Mình bán là 19.5. Được chưa nào? Và cũng sẽ bị trừ 4%. Mình sẽ nhận được là 18.72 BUSD. Rồi mình bấm approve. Rồi mình bấm xác nhận. Tiếp tục bấm vào chữ confirm. Rồi xác nhận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi nhé. Anh em thấy không? Chỉ vài ngày mình đi săn đá thôi mà mình đã kiếm được một cái Blue Holy Pack rồi anh em. Mình đang đặt bán là 19.5 đô BUSD nhá. Nó hiển thị cái chữ update như thế này là thành công rồi đấy anh em. Bấm vào chữ update là để chúng ta sửa đổi lại cái giá thôi. Sang Market Play tìm kiếm á, thì anh em sẽ thấy được cái Blue Holy Pack mà hồi nãy chúng ta đã đặt đúng không? Đây, với giá là 19.5, thấp nhất của thị trường rồi nha. Chúng ta đặt bán á, một là anh em sẽ đặt thấp nhất, hai là chúng ta sẽ đặt bằng với cái thằng thấp nhất. Còn nếu như anh em thấy sắp tới nó sẽ lên á, thì anh em có thể đặt cao hơn. Bây giờ chỉ cần đợi người khác mua thôi, tiền nó sẽ về ví nha anh em. Chúng ta cũng có thể xem các cái giao dịch ở trong ngày này anh em. Đó, người ta mua liên tục này, 1 giờ trước mua 25 đô này. Những cái batch khác nhau á, thì giá của nó cũng sẽ khác nhau nha anh em. Đây, toàn hai mấy đô thôi anh em ạ. Quay lại cái tài khoản của chúng ta á, những cái cục đá mà chúng ta đã bỏ lên Market Play bán rồi á,
nó sẽ không hiển thị ở trong tài khoản nữa nha. Nếu như anh em muốn chơi con game này lâu dài á, thì trước tiên anh em phải nâng cái lực chiến của đội hình anh em lên bằng hình thức là trang bị đá này, nâng sao này, kiếm được nhiều Mythic Legend này. Sau đó thì anh em sẽ đi săn boss, đua rank, rất là nhiều chức năng kiếm được tiền trên con game này ha. Sau này thì nó sẽ có nhiều hơn, nhưng ở cái thời điểm hiện tại do game mới mà anh em, chúng ta sẽ chưa yêu cầu được quá nhiều tính năng đâu. Bây giờ thì anh em cùng mình test một chút nhân phẩm nhá, vô phần Labo Fusion đi. Mấy lần mình đập xịt rồi cay lắm anh em, hy vọng lần này nó sẽ lên. Test thử trước ba con cùi này, coi nó lên được ray không. Lên được rồi. Rồi bây giờ bỏ ba con ha, mồi nhử vậy thôi chứ bây giờ mình bỏ ba con ray up lên Mythic để xem nó có lên không nhá. Lên đi, mình đập xịt nhiều lắm, trầm cảm luôn anh em. Đấy, trầm cảm nữa. Vậy là kiếm tiền miễn phí á, chúng ta sẽ kiếm được các viên sát này. Mình đã hướng dẫn anh em bán rồi, bán thành công rồi ha. Còn trong phần equipment này, kiếm tiền miễn phí chúng ta cũng sẽ kiếm được các cái cục này luôn. Nếu như trong vòng 1 tuần mà chúng ta cày ở map 2 á, thì anh em sẽ kiếm được khoảng 30 đô cho tới 40 đô. Ở đây là mình không bán hết nha, mình mới bán được một cục thôi. Nếu mình bán hết thì nó khoảng 30 cho tới 40 đô ha. Các cái viên sát chúng ta muốn bán được anh em cần phải nâng lên, tốn vàng này, tốn game này. Quan trọng là vàng với game anh em đủ hay không thôi. Vàng thì nó nhiều chức năng lắm, sử dụng nó hao lắm anh em. Còn game thì anh em tích khó lắm. Đây, các cái mục tích game á, đầu tiên là mục spin này, là quay spin này, rồi skip này. Đó, như mình nói á, là anh em đúng hơn 7 giờ sáng thì anh em vô quay. Cái tỷ lệ mà chúng ta trúng được game này, trúng được rương này nó cao đúng không nào? Đó, mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Đó, trúng tiếp thấy không? Rồi spin tiếp này. Này, trúng đồng bifi luôn này thấy không? Cứ sau 7 giờ sáng anh em nghe lời tôi, tích lượt quay nhiều vào. Rồi hết rồi anh em ạ. Đây, mấy lần tiếp theo thì nó ra vàng thôi. Đó, thấy không? Nó chỉ ăn được những lần đầu tiên thôi. Quay x10 lần khoảng 2-3 lần thôi, chứ đừng quay nhiều. Đây, quay nhiều tiếp tục thì nó toàn vàng thôi nhá. Test cho anh em xem luôn. Khỏi anh em lại nói mình lừa đó. Chúng ta cũng có thể xem ở trong cái phần là free time. Đó, làm nhiệm vụ ở trong đây, xem quảng cáo trong đây để kiếm được game ha. Trong mission chúng ta cũng sẽ có các nhiệm vụ làm để kiếm game và kiếm được các cái vé quay. Đó, thấy không? Rất là nhiều. Và nếu như anh em nào có sử dụng Facebook á, thì có một cái fanpage có tên là Cộng đồng Game NFT. Anh em có thể tham gia vô, trong đây anh em có thể đăng các bài viết hoặc là xem các bài của người khác đã đăng lên ha. Họ chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm về con game này. Cá nhân mình cũng là một thành viên ở trong nhóm. Những ngày đầu mà mình chơi con game này á, mình cũng chưa biết gì đâu anh em. Tham gia cái nhóm này rất là nhiều người chia sẻ kinh nghiệm anh em. Đọc ở trong đây hiểu rất là nhiều thứ luôn ha. Một cái cộng đồng lớn như thế này á, khi mà anh em có thắc mắc chỉ cần đăng bài lên thôi, những người khác sẽ giúp đỡ anh em. Đường link tham gia nhóm mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video luôn nhé.